Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần vì cuộc sống cộng đồng, hướng mạnh về cơ sở, thì Đoàn Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong tháng thanh niên năm nay, thì Đoàn Nghĩa Lộ đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên tại 14 xã phường trên địa bàn, vận chuyển nguyên vật liệu xây nhà cho gia đình anh Lường Văn Xoan và chị Lò Thị Thức ở tổ 1 phường Cầu Thia, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được xây với quy mô nhà cấp 4 có diện tích sử dụng là 60m², trị giá trên 130 triệu đồng. Trong đó, thị đoàn Nghĩa Lộ phối hợp với các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ 100 triệu đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã đóng góp ngày công trị giá trên 30 triệu đồng. Hôm nay, thị đoàn Nghĩa Lộ tổ chức ra quân trong tháng thanh niên thực hiện cái công trình giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Thì là một đoàn viên thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, tự hào khi được tham gia lao động tình nguyện giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn của thị xã. Hôm nay là được các bà con và các đoàn thanh niên sang giúp nữa, xuống móng thì gia đình tôi xin cảm ơn và các nhà tài trợ cộng đồng hảo tâm. Sau này làm được căn nhà, gia đình sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo. Cũng là một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm nay và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vì một Việt Nam xanh, thì Đoàn Nghĩa Lộ đã huy động 80 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia trồng 7.000 cây quế tại bản Đoàn Kết, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Xã Sơn A cũng tổ chức lễ ra quân, tổ chức các hoạt động của tháng thanh niên, tham gia huy động 40 đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng giúp hộ dân của xã Sơn A. Đây cũng là chương trình hoạt động của đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động của thanh niên và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng thanh niên năm 2021 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì Đoàn Nghĩa Lộ yêu cầu các cơ sở đoàn không tổ chức lễ ra quân, khởi động tháng thanh niên, không tụ tập đông người mà chú trọng và thực hiện các hoạt động cụ thể thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Theo đó, trong tháng thanh niên này, tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu thực hiện 5 công trình phần việc thanh niên cấp thị, 45 công trình và 100 phần việc cấp cơ sở, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong tháng 3, thì thị đoàn đã tổ chức thực hiện rất nhiều công trình phần việc và cũng như là chỉ đạo các đoàn xã phường, các chi đoàn trực thuộc, cũng như là các đoàn trường học tổ chức thực hiện các công trình phần việc để chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là trong tháng thanh niên, khởi động tháng thanh niên năm 2021, thì đối với thị đoàn thì cũng đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên với các hoạt động như là khởi công xây dựng nhà nhân ái trị giá hơn 100 triệu đồng, tổ chức ra quân trồng rừng đối với giúp đỡ các hộ gia đình trồng rừng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là của xã Sơn A. Trong tháng 3, thị đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nhiều các công trình phần việc, ví dụ như là tổ chức các công trình như sân chơi cho thanh thiếu nhi, các hoạt động tổ chức tuyên truyền ngày đoàn viên và tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã. Tháng thanh niên năm 2021 ở thị xã Nghĩa Lộ đang diễn ra sôi nổi. Trên các công trình phần việc, mỗi đoàn viên thanh niên đang phát huy tinh thần tuổi trẻ, sự năng động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng phát triển, giàu mạnh.